với sự thể hiện của người đại diện hội nhân nhiều. Và các bạn người thân mến, hôm nay thì chúng tôi vừa gửi tới cho quý vị với hai đêm sau, và những người chơi chúng ta đã cùng thưởng thức với những hương vị bia của Xuân Tử Trắng, và bây giờ đây sẽ là những cảm nhận của những người đã dùng hương vị bia trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đã uống bia Xuân Tử Trắng chưa? À, rồi em uống xong rồi. Anh cảm nhận như thế nào? À, cũng được ạ. Dạ. Anh có thấy ngon không? Dạ, cũng ngon. Có nhẹ nhàng không? Không nhẹ. Rồi, đó là những cảm nhận đầu tiên của khách đầu tiên.